Hello, xin chào mọi người nha. Thì bữa nay em quay cái clip lên để giới thiệu tới cô chú bác anh chị đằng xa một số cái mẫu bông trang đang có bông, có búp nụ sẵn, hàng chơi Tết ok luôn nha anh chị. Hàng có bông sẵn hết luôn. Thì em sẽ quay lên từng mẫu, từ em giới thiệu tên và cái giá của nó luôn ha. Thì cây bên em là em giao ship toàn quốc nha. Cây em giao qua cho anh chị là hàng có bông y chang như vậy hết. Em quay cây sao là em gửi cây y như vậy hết, nó cùng một lô ha. Thì em chỉ quay mẫu, mỗi loại như vậy thì em chỉ quay một chậu thôi. Vậy cây quay sao thì nó y chang như vậy, gửi hàng toàn quốc, hàng qua tới anh chị cứ kiểm tra thoải mái ha. Nếu như mà hàng không giống như em quay như vậy á, anh chị có thể không nhận ha. Thì em giới thiệu sơ qua thôi, chỉ một số loại thôi nha anh chị. Đây là cái dòng đầu tiên mà em quay lên là dòng sen xưa, trang sen xưa nha. Hàng có bông sẵn như vậy luôn. Thì ở đây nó có một cái bông đang nở nè, đó. Đây là cái bông sen xưa nè, cánh bông của nó tròn ha. Hàng này thì cái bông của nó màu tương đối giống như là cây trang tàu lai thái màu đỏ nha anh chị. Nhưng mà cái này thì cái cánh nó tròn hơn, cái lá của nó sẵn hơn, nó lớn hơn. Đó, sen xưa. Đây, hàng này là hàng bụi, có bông sẵn như vậy cho anh chị luôn. Thì cây mà em gửi qua cho anh chị á, là em gửi luôn nguyên cái chậu y như vậy luôn ha. Nếu mà anh chị nào mà muốn chơi mà khỏi cần thay chậu á, vẫn được ha. Khỏi cần thay chậu gì hết, cứ để như vậy chơi bình thường. Tại vì cái chậu này á, khoăn nó còn rất là nhiều, cây nó ăn chưa có hết nha anh chị. Mình chỉ tưới nước vô là chơi thôi ha. Bông thì nó có sẵn như vậy luôn nè, nó có nụ sẵn như vậy luôn. Thì cái cây sen xưa này á là em đang bán với giá đó, với giá là 80.000 nha anh chị. Một chậu sen xưa như vậy nè là 80.000. Thì cây em ship toàn quốc. Cái phí ship á là em bao từ 4 chậu. Anh chị nào mà mua đủ 4 chậu trở lên á là em bao phí ship cho anh chị ha. Còn anh chị nào mà muốn lấy số nhiều á thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em ha. Giá sỉ thì em giao từ 100 chậu trở lên thì em mới có để giá sỉ cho anh chị ha. Còn ví dụ như mà tầm vài chậu chơi thì em không có để giá sỉ được nha anh chị. Còn cái giá em bán lẻ ở đây á là 80.000, phí ship là em bao từ 4 chậu. Là cái mẫu này là trang sen xưa, hàng có nụ sẵn như vậy cho anh chị luôn. Búp bông rất là đều nha. Đó. Rồi em xin xuống cái mẫu này, em quay những cái mẫu tiếp theo nữa cho anh chị xem tham khảo thử ha. Sen xưa, đây, xuống mẫu. Em chỉ quay mẫu mỗi một loại như vậy là một chậu thôi nha anh chị. Thì em sẽ báo tên cụ thể luôn trên này ha. Cái mẫu thứ hai em quay lên đó là cái trang vàng nghệ thái nha anh chị. Cái lá nhỏ nè, đó. Mật phong của nó như vậy nè. Cái này nó khó lấy nét quá, nhìn nó hơi mờ nha anh chị. Màu này là cái màu vàng nghệ của mình đó, nó đậm như vậy đó anh chị. Búp bông, đây là cái búp của nó nha anh chị. Búp bông này. Hàng này là hàng bụi luôn nha anh chị, hàng bông, hàng bụi hết nha anh chị. Đây, chiều cao của nó tầm khoảng cỡ yếu hai gang của mình, nó cỡ 3,5 tấc anh chị. Thì chậu này nó tên là trang vàng nghệ, có bông sẵn như vậy luôn. Một chậu như vậy là 60.000 nha anh chị. 60.000 một chậu như vậy nha. Trang vàng nghệ. Rồi em xin đưa cái mẫu này xuống để em quay tiếp tục những cái mẫu tiếp theo nữa nha. Mẫu số 2 là vàng nghệ. Em lên cái mẫu này. Đây, mẫu số 3 này là cam thái nha anh chị. Nó tương tự y chang như cái vàng nghệ này luôn. Giống từ cái lá luôn nha anh chị. Nhưng mà cái bông của nó thì khác màu ha. Đây, cái bông của nó đây. Màu cam thái nha anh chị. Đỏ cam đó anh chị. Đây, là cam thái. Một chậu như vậy là 60.000 luôn nha anh chị. Trang cam thái 60.000 một chậu. Thôi em quay sơ một vòng cho anh chị coi thử ha. Đó, có bông đỡ đều hết trơn ha. Hàng này vừa là nở bông lai ga anh chị chơi dài dài tới Tết rồi ha. Mấy cái búp nhỏ nè anh chị. Đó. Cam thái 60.000 một chậu nè. Bữa nay em có cái mẫu này mới nữa là trang tím sen nha anh chị. Tím sen nha. Tím sen thì cái búp còn nhỏ nha anh chị, mà muốn nó ra ngay Tết thì anh chị tưới nước nhiều ha. Đây, cái này là cái bông của nó đó nha anh chị. Cái búp của nó đó. Đó. Mấy cái này là mấy cái búp của nó nè. Đó. Nó búp đều lắm trơn. Còn cái mặt bông của nó nè, cho anh chị nó chưa biết nè đó. Cái mặt bông của tím sen đó, cái màu bông nó như vậy nha anh chị. Tím sen này là tím sen lá nhỏ nha. Tím sen lá nhỏ, một chậu tròn do như vậy luôn nha anh chị. Chậu này nó bự nha, tròn do luôn nè. Nó tròn như trái banh như vậy luôn đó anh chị, mới từ xa cho anh chị coi thử ha. Tím sen lá nhỏ thì cái mẫu này em đang bán với giá là 70.000 nha anh chị. Tím sen lá nhỏ 70.000 nha. Thì em gửi qua anh chị là cây nó mới có bông như vậy thôi nha anh chị, nó chưa có nở nha. Tại cái cây này nó nở cái mặt bông sẵn nên em lấy em quay cái mặt bông cho anh chị coi ha. Cái này cái màu nó hơi chá, nhìn nó không được đậm ha. Nó màu tím sen đó anh chị. Anh chị nào có chơi dòng tím sen rồi nhìn biết ha. Đó. Đây là tím sen lá nhỏ, 70.000 một chậu nha anh chị.
Còn cái mẫu này tiếp theo là cái mẫu trang lá tim. Đây, búp bông của nó nha anh chị. Cái này nó nở bông ra hết thấy cái lá luôn nha anh chị ơi. Lá tim nha anh chị, trang lá tim. Đó, em về từ xa cho anh chị coi ha. Thì nó có búp bông rất là nhiều nha anh chị. Đây, mấy cái búp của nó nè. Đó. Nó búp rất là nhiều luôn ha. Mấy cái này nó nở rồi. Cây em gửi cho anh chị thì em gửi những cái cây như vậy ha, những cái búp nó nhỏ như vậy nè. Đó. Cho anh chị về chăm nó từ từ nó nở ha. Còn cái cây nở này thì em để em quay mẫu thôi. Cho anh chị biết cái mặt bông của nó. Thì lá tim này em đang bán với giá là 80.000 một cây nha anh chị. Một chậu như vậy nè. Đó. Một cái chậu như vậy. Là 80.000 nha anh chị. Còn cây bên em là em bao ship từ 4 chậu. Anh chị có thể mua loại này loại kia cộng lại. Đủ 4 chậu là em bao phí ship cho anh chị. Cây là em gửi nguyên cái chậu như vậy luôn cho anh chị nè. Phí ship thì em bao cho anh chị khỏi lo ha. Nó nặng một xíu nhưng mà cái cây của mình nó không có bị mất sức nha anh chị. Gửi 5-7 bữa cây vẫn còn tươi không bị héo gì hết nha. Đây là lá tim nè. Đó. Lá tim thì hoa nó màu đỏ như vậy đó nha anh chị. Cái lá nó nè. Chậu như vậy là 80.000 nha anh chị. Còn bên đây là Mỹ Hồng nè. Mỹ Hồng nó có búp rồi nè. Đó, có búp cho anh chị luôn. Một chậu Mỹ Hồng như vậy thì cũng 80.000 nha anh chị. Mỹ Hồng có bông có búp sẵn hết ha. Mấy cái đọt bông nó có búp hết luôn đó nha anh chị. Em lấy cây mẫu này nó hơi xấu rồi. Nó có búp đều hết trơn luôn á. Mỹ Hồng này nó đều búp ra hết trơn nè. Cây này em quay mẫu cây hơi xấu rồi. Một cây như vậy là 80.000 nha anh chị. Anh chị có thể xem những clip trước em cũng có quay đó. Mỹ Hồng thì một chậu là 80.000 nha. Còn bên đây là cái mẫu cam Đài Loan nè. Đó, đây là cam Đài Loan nè. Cái này là cái búp bông của nó gần nở rồi nè nha anh chị. Cam Đài Loan thì nó nở cái bông ra rất là lớn ha. Cái bông nó bự ra xè ra vậy nè. Đó. Nữa là những cái búp này nó xè ra như vậy nè. Cánh bông nó rất là lớn. Cam Đài Loan một chậu như vậy là 80.000 nha anh chị. Hàng có bông sẵn như vậy hết. Cây em quay cho anh chị có bông mẫu như vậy. Cây em gửi qua anh chị vẫn có cái búp y chang như vậy ha. Đài Loan ha. Đây những cái cây mà em gửi qua cho anh chị đó. Nó có búp đều hết trơn đó nha anh chị. Đài Loan. Chang cam Đài Loan. Bông rất là bự. 80.000 một chậu nha anh chị. Rồi em xuống cái mẫu này ha. Còn ở bên đây là cái chang hai màu. Hai màu này thì em có số ít thôi nha anh chị. Đây. Cái này là màu cam Thái nè. Bên đây là vàng nghệ nha anh chị. Phân nửa cam Thái, phân nửa vàng nghệ ha. Một bên là cam, một bên là vàng. Đó. Một chậu như vậy là 70.000 nha anh chị. Hai màu nha anh chị. Hai màu này không phải hai màu lá xoắn nha. Hai màu lá xoắn hiện tại em đang hết hàng dòng lá xoắn nha anh chị. Bây giờ em còn dòng Thái như vậy thôi. Vừa cam vừa vàng đó. Một bên cam, một bên vàng là 70.000 một chậu. Đây. Chiều cao của nó thì cũng tương tự như thằng vàng nghệ với cam Thái thôi nha anh chị. Phân nửa bên cam, phân nửa bên vàng. Anh chị nào có yêu dòng nào thì cứ alo em ha. Số điện thoại anh chị muốn mua hàng thì em để số điện thoại ở trên cái phần tiêu đề á. Alo trực tiếp với em ha. Bên đây là trang tàu nè. Trang tàu dòng lớn nha anh chị. Đây. Trang tàu. Tàu lá Thái đó nha anh chị. Bông như vậy ha. Nó có bông như vậy cho anh chị nè. Đó. Một chậu trang tàu như vậy là 60.000 nha anh chị. Trang tàu lá Thái. Đây là trang tàu màu vàng nha. Cái dòng này thì nó rất là xuyên bông nha anh chị. Nó ra bông liên tục luôn á. Nó ra cái bông này nó nở là lay quay là nó lên cái đọt được xíu là nó lại ra bông tiếp nha anh chị. Trang tàu lai Thái, bông màu vàng. Đó, loại màu vàng như vậy là 60 nè. 60.000 một chậu. Bên đây thì cũng có màu đỏ nữa nha anh chị. Đây. Đây là màu đỏ luôn nè. Đó. Nó có sẵn mấy cái bông sẵn trên này nha anh chị. Này thì nó bông tự nhiên nó lên bông hoài vậy đó, nó lên bông xong rồi nó lên đọt rồi nó lại lên bông. Này nó búp bông nữa nên anh chị. Chậu màu đỏ như vậy là cũng 60.000 luôn ha. Trang tàu lai Thái màu đỏ. Trang tàu thì có hai dòng, một màu đỏ, một màu vàng ha. Em có màu đỏ với màu vàng. Màu đỏ như vậy cũng 60 luôn nè. Còn mẫu bên đây là trang trắng lá chung. Trắng lá chung có nụ nè, mặt bông của nó nha anh chị. Trắng. Cái lá của nó đây ha. Lá của nó cong cong xoắn xoắn giống như trang hồng phấn rồi đó. Một chậu như vậy là 150 nha anh chị. Anh chị mua một chậu thì em bao phí ship cho anh chị luôn ha. Trang trắng lá chung này một chậu nhận bao phí ship nha anh chị. Em bây giờ hiện tại em đang hết cái loại nhỏ 60.000 rồi nha anh chị. Em còn loại lớn như vậy thôi á. Loại lớn như vậy 150 nha anh chị. Bự gấp 3, gấp 4 lần loại 60.000 luôn ha. Anh chị về chậm từ từ nha. Đây nguyên chậu rất là bự nha anh chị. Cái mẫu bên đây là trang cẩm thạch nè. Trang cẩm thạch. Trang cẩm thạch chậu bự như vậy nha anh chị. Cốt của nó nè. Cây này thì em trồng nó trên một năm rồi nha anh chị.
cẩm thạch này nó rất là lâu lớn, cây cẩm thạch nó đang có búp luôn nè. Một cây như vậy là 500 ngàn nha anh chị, 500 ngàn thì em bao phí ship cho anh chị luôn. Còn có cái dòng nhỏ mà loại 150, hiện tại bây giờ em đang hết nha anh chị, chỉ còn cái dòng lớn như vậy thôi ha. Dòng lớn như vậy là 500 nha. Anh chị nào có nghiên cứu dòng cẩm thạch thì cũng biết ha, cẩm thạch nó rất là lâu lớn nha anh chị, nhưng mà cái bông của nó thì đẹp. Đây, một chậu như vậy là 500 thì em bao phí ship cho anh chị luôn. Bên đây là cây mỹ diền nghệ nè, mỹ diền nghệ có bông luôn ha. Một cây như vậy là 100 ngàn nha anh chị, mỹ diền nghệ 100 ngàn một cây nha. Anh chị nào muốn mua số nhiều thì em để giá sỉ, còn mua lẻ thì 100 ngàn một cây. Bao anh chị chuẩn mực qua mỹ diền nghệ nha. Mỹ diền nghệ đây rất là sung nha, gỡ cứng ngắt luôn, cầm chậu dở lên dở xuống luôn nha anh chị. Vậy em còn thêm mấy cây phụng hoàng cam thứ như vậy nữa. Anh chị nào có sưu tầm thì em chia lại ha, thì em còn cũng 4-5 cây lớn như vậy. Đó, cây rất là cao nè, đó chiều cao của nó em đo cho anh chị nè, hơn 40cm ha. Từ dưới lên trên bao chuẩn mặt qua cho anh chị nha, lá hình gân cưa phụng hoàng cam. Thì một cây lớn như vậy là 500 ngàn nha anh chị, bao phí ship cho anh chị luôn. Anh chị nào muốn mua cây giống thì em có cây giống ha. Cây giống thì em giao giá nó rẻ hơn ha anh chị, tại do dòng này cây này nó lớn, dòng này thì nó mắc tiền, bông nó đẹp ha. Cây có em có mấy cây nụ thì em bán mấy cây nụ, khách mua lấy cây nụ trước rồi, bây giờ em chỉ còn mấy cây này không có mặt qua thôi. Nói chung thì vẫn bao anh chị chuẩn mật giống ha. Đây là phụng hoàng cam, chân tàu thì nó khác nha nè, chị thấy cái lá nó gần cưa hết trơn ha. Còn đây là cái lá chân tàu thẳng băng nha anh chị. Rồi clip này em xin giới thiệu sơ qua một số mẫu như vậy thôi, thì anh chị nào có xem qua rồi thì có thể bỏ qua, hay anh chị nào chưa xem thì xem ủng hộ. Có yêu quý loại nào thì cứ alo trực tiếp với em ha. Anh chị nào muốn lấy giá sỉ thì cứ alo trực tiếp với em. Còn giá lẻ thì từ dưới 100 cây thì em chỉ giao giá lẻ thôi nha anh chị, dưới 100 cây là em không có giao giá sỉ nha. Ship có thì em ship toàn quá cái hàng, gửi qua cho anh chị là bao giống y chang như em quay, có bông sẵn cho anh chị hết, anh chị kiểm tra không giống hàng cứ trả lại em ha. Rồi em cũng cảm ơn anh chị đã theo dõi hết cái video của em ha. Anh chị nào mà yêu thích đó, có thể bấm đăng ký kênh hoặc là bấm like ủng hộ em ha anh chị. Rồi chúc anh chị thì xem video vui vẻ nha.